Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Khi nhân loại trải qua một đợt bùng phát virus lớn, chúng ta có thể tìm cách vượt lên trên bất kỳ sự không chắc chắn, sợ hãi và run sợ nào của nó. Ở một thời điểm nào đó, nhiều người đã chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh của chúng ta. Điều này có thể còn lâu mới kết thúc với nguồn năng lượng vô hạn mà chúng ta có. Chúng ta có thể tìm cách để làm tốt hơn, trở thành người chữa bệnh, người xoa dịu và người hướng dẫn trong việc lãnh đạo bản thân. Tất cả bắt đầu bằng việc sử dụng năng lượng của chính chúng ta. Khi chúng ta trở nên tốt hơn trong việc duy trì năng lượng của mình, chúng ta có thể làm nhiều hơn để giúp đỡ bản thân và những người khác. Điều quan trọng là phải mở ra những quan điểm mới. Sự tự khám phá này thường dẫn đến các giải pháp cho các tình huống nảy sinh và thu được từ kinh nghiệm. Ví dụ, mọi người đến với nhau để giúp đỡ. Thật truyền cảm hứng khi nghe về những gì mọi người đã làm để hỗ trợ người khác và giữ cho xã hội hoạt động. Giữa những rắc rối, con người đang tìm mọi cách để tồn tại và là một phần của giải pháp. Một số đang dành thời gian để tập hợp lại cuộc sống. Họ là ai và họ cần phải ở đâu? Những người khác đang chuyển hướng sang một cách khác trong cách họ cung cấp dịch vụ của họ hoặc cung cấp dịch vụ mới trong một thế giới đang thay đổi. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhân loại đã phát triển qua vô số cuộc khủng hoảng. Loài của chúng ta đã cho thấy khả năng phục hồi tuyệt vời trong việc mở khóa các giải pháp và duy trì sức chịu đựng khi đối mặt với nghịch cảnh, cả nhân tạo lẫn tự nhiên. Trong khi các anh hùng là những chuyên gia y tế trong đại dịch, vẫn có nhiều người khác duy trì những yếu tố cần thiết cho sự sống còn. Chẳng hạn như những người trong ngành công nghiệp thực phẩm, thực thi pháp luật và dịch vụ công, theo dõi và cầu nguyện cho những tâm hồn cao cả này trong mọi hoàn cảnh là một trong những cách tốt nhất để giữ an toàn và bình yên. Quốc Anh hy vọng bạn vẫn khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, với chiều sâu và cái nhìn sâu sắc ngày càng tăng về tình huống này cũng như quan điểm cao quý và thực tế khi nó tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, một lần nữa, Quốc Anh phát hiện ra rằng tốt nhất nên hiểu sâu hơn về con người của chính mình và những gì chúng ta đang làm ở đây trên hành tinh trái đất. Khi chúng ta có quan điểm tổng thể này, câu trả lời đến dễ dàng hơn và hướng đi của chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Bạn đang tìm kiếm giải pháp nào để giải quyết những tình huống khó khăn mà bạn phải đối mặt và duy trì năng lượng của mình? Chúng ta là những sinh vật nhạy cảm. Điều quan trọng là phải chăm sóc cơ thể của chúng ta và giúp những người khác cũng làm như vậy. Thực hiện theo các hướng dẫn như giãn cách xã hội, rửa tay, vân vân là điều quan trọng để giúp ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm. Bằng cách này, tất cả chúng ta có thể tiếp tục với các cơ hội của mình. Cơ thể con người là nơi neo đậu cho linh hồn và cho phép chúng ta ở lại ngôi trường trần thế này. Chúng ta giống như một bộ đàm hai chiều, gửi và nhận tín hiệu. Tuy nhiên, trong những thời điểm khó khăn như thế này, bạn cũng cần lưu ý mức độ nhạy cảm của chúng ta đối với nhau. Chúng ta là năng lượng và chúng ta tiếp thu năng lượng của người khác và môi trường. Dễ dàng cảm nhận được nỗi sợ hãi và cảm xúc của người khác, nhưng chúng ta không thể giúp đỡ bản thân hoặc những người khác khi chúng ta quá cuốn vào vấn đề. Chúng ta có thể nhận được thông tin từ tin tức, nhưng việc lắng nghe liên tục không giúp ích gì cho chúng ta hoặc những người xung quanh. Hành động mang tính xây dựng. Chúng ta vẫn là con người thật của mình. Đó là bản thể tốt, tốt bụng, đầy yêu thương. Chúng ta có thể thoải mái và bình tĩnh giữa cơn bão. Chúng ta luôn kết nối với những nguồn tốt nhất của mình, sự hướng dẫn bên trong và trí tuệ thực sự của chúng ta. Khi chúng ta để cho thái độ tích cực của mình giảm đi, chúng ta sẽ tiếp nhận nguồn năng lượng không tốt cho lắm. Các tình huống trong cuộc sống của chúng ta có thể trở nên tồi tệ hơn với những quyết định đưa ra và những điều chúng ta tránh thực hiện.
chúng ta cũng có xu hướng thu hút nhiều sự nhầm lẫn và thậm chí cả bệnh tật. Khả năng miễn dịch của cơ thể chúng ta suy yếu và chúng ta dễ bị ốm hơn. Có một mối liên hệ rõ ràng giữa thái độ và khả năng miễn dịch thể chất mạnh mẽ. Khả năng miễn dịch của chúng ta mạnh hơn khi thái độ của chúng ta tích cực hơn. Đây có phải là một lý do chính đáng để chúng ta luôn cần năng lượng của mình hơn bao giờ hết hay không? Và sau đây là giải pháp và cách thực hiện để nâng cao rung động của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta duy trì năng lượng của mình trong những lúc ốm đau và tự cô lập? Các chìa khóa sau đây cung cấp các giải pháp. Chúng có thể được thực hiện như một kỹ thuật, đặc biệt là khi chúng ta làm việc chặt chẽ với sự hướng dẫn bên trong của chúng ta. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy rằng chìa khóa nào trong số những chìa khóa này quan trọng đối với bạn hiện tại và chìa khóa nào bạn có thể sử dụng để tăng cường năng lượng trong cuộc sống của chính mình và giúp đỡ người khác. Sau đây là những chìa khóa góp phần giúp bạn duy trì năng lượng cao hơn. Thứ nhất, sự bùng phát virus đôi khi có thể gây choáng ngợp đối với một số người. Và là một tâm hồn nhạy cảm, bạn có thể hứng chịu sự lo lắng và sợ hãi của người khác. Sự hiểu biết này có thể giúp đưa ra những suy nghĩ và cảm xúc của bạn vào một viễn cảnh rõ ràng hơn. Khi bạn trở nên hòa hợp hơn với con người thật của mình, bạn sẽ làm rõ bạn là ai, một sinh thể tốt bụng, khôn ngoan, yêu đời, và điều gì không, cũng như những suy nghĩ và cảm xúc từ thế giới. Điều thứ hai, thực hành các kỹ thuật điều chỉnh hoặc làm sạch tâm linh có thể giúp chúng ta minh mẫn hơn và giảm thiểu ảnh hưởng không tốt của người khác. Bây giờ bạn có thể có cách để thư giãn và điều chỉnh nội tâm trong sáng của mình một cách có ý thức hoặc vô thức. Khi bạn phục hồi tinh thần hoặc làm sạch năng lượng của mình, bạn đang ở mức tần số cao hơn. Chính điều này sẽ góp phần nâng cao hệ thống miễn dịch của chúng ta. Các bạn có thể lắng nghe video thiền chánh niệm Quốc Anh đã chia sẻ ở danh sách phát để có thêm thông tin hữu ích. Điều thứ ba, hạn chế quá tải thông tin liên lạc từ các phương tiện truyền thông xã hội và truyền thống. Chúng ta cần được cập nhật thông tin, nhưng lắng nghe hàng loạt bình luận từ thế giới bên ngoài có thể chống lại chúng ta. Điều thứ tư, giữ kết nối với nguồn cảm hứng rõ ràng. Chúng ta có thể gọi nguồn rõ ràng này là vũ trụ, thiên thần hộ mệnh, hướng dẫn tinh thần hoặc người trợ giúp tâm linh cho chúng ta. Được giao tiếp hai chiều rõ ràng, trực tiếp với sự hướng dẫn bên trong của chúng ta là một cảm giác tuyệt vời. Khi các thiên thần ở xung quanh, chúng ta có thể cảm thấy rung động mạnh hơn, thường là ớn lạnh hoặc nổi da gà. Và chính sự hỗ trợ từ các thế lực cao hơn này sẽ góp phần làm tăng rung động của chúng ta và giúp cho chúng ta có những thông điệp rõ ràng, chính xác để có thể giải quyết tất cả những vấn đề trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Điều thứ năm, giữ năng lượng cá nhân của chúng ta trong sạch và rõ ràng, có nghĩa là chúng ta có cảm nhận về con người thật từ một mức độ sâu sắc hơn. Càng hiểu rõ hoạt động bên trong, phong cách giao tiếp và tính độc đáo của chính mình, thì càng dễ dàng duy trì được năng lượng cao hơn. Chúng ta có câu trả lời của riêng mình khi chúng ta cần. Điều thứ sáu, cống hiến bản thân mình. Khi chúng ta mở rộng bản thân với người khác, chúng ta đạt được bước chân đến một sự rung động cao hơn. Một bàn tay giúp đỡ, lời nhận xét nhẹ nhàng hoặc giọng nói nhẹ nhàng có thể giúp ích rất nhiều cho người khác. Chúng ta cũng có thể phát triển thông qua dịch vụ của chúng ta mà chúng ta cung cấp cho người khác. Điều thứ bảy, giải tán mọi suy nghĩ bị mắc kẹt hoặc hạn chế. Ngay cả khi một người đã có những suy nghĩ như vậy trong nhiều năm, những khái niệm này không phải là một phần của con người bên trong của họ hay con người thật của họ. Bạn là một linh hồn hoặc năng lượng không giới hạn. Nhân loại đã chứng tỏ qua nhiều thế kỷ khả năng vượt qua thử thách và tiến tới những chân trời khoa học và tâm linh mới. Điều thứ 8, tận dụng tối đa mọi tình huống. Bạn có thể khai thác nội lực của mình và sử dụng sáng kiến của mình
để tận dụng hoàn cảnh của mình. Bạn càng làm điều này, các thiên thần của bạn càng giúp đỡ bạn. Một trong những chìa khóa này là áp dụng cho bạn. Bạn có thể thêm vào danh sách này những điều mà bạn cảm thấy cần thiết. Điều gì mang lại cho bạn khi thiền định hoặc khi bạn kết nối với hướng dẫn tinh thần của mình để có được những hiểu biết sâu sắc của họ? Các bạn có thể chia sẻ bên dưới video này. Hãy làm chủ tình hình của bạn trong thời gian thử thách và bất cứ khi nào bạn mong muốn. Nếu bạn đã giao tiếp một cách có ý thức với sự hướng dẫn bên trong hoặc các thiên thần của mình, bạn có thể thấy mình có thể đi sâu hơn vào việc sống theo mục đích duy nhất của mình. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.